Tiểu sử sư cô Giác Lệ Hiếu tên thật là gì? Bao nhiêu tuổi? Sinh năm nào? Ở chùa nào? Đạo Phật là một trong những tôn giáo cực kỳ phổ biến hiện nay ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đã có rất nhiều người vì đã say mê những bài giảng giáo lý, đạo đức vô cùng ý nghĩa của Đức Phật mà đã giác ngộ và mong muốn gần gũi chốn cửa chùa để có thể nghiền ngẫm sâu hơn và cống hiến cuộc đời mình cho Phật giáo. Trong số các vị tăng ni, Phật tử nổi tiếng, có nhiệt huyết và có trí tuệ cao siêu, vô cùng tài năng hiện nay của Phật giáo Việt Nam thì không thể không nhắc đến sư cô Giác Lệ Hiếu. Sư cô chính là vị ni trẻ đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp ngành Phật học của một trường đại học chuyên về Phật Pháp đến từ Hàn Quốc. Thông tin đầy đủ và sư cô sẽ được trình bày cụ thể hơn ngay sau đây. Tiểu sử sư cô Giác Lệ Hiếu là ai? Tên thật là gì? Sinh năm bao nhiêu? Sư cô Giác Lệ Hiếu là một nhân vật tiêu biểu, là một gương mặt ưu tú đại diện cho tầng lớp tăng ni trẻ hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay trên Internet có rất ít thông tin về tiểu sử của sư cô và vẫn chưa có nguồn thông tin chính thống nào cho biết về tên thật và tuổi đời của sư cô. Vậy nên chúng ta chưa thể biết được chính xác năm nay sư cô đã bao nhiêu tuổi và chi tiết về nguồn gốc của sư cô. Thế nhưng theo như một vài thông tin ngay sau đây sẽ có thể cho bạn biết rằng sư cô Giác Lệ Hiếu rất có khả năng sinh năm 1988. Sư cô bắt đầu học đại học vào năm 2006, tốt nghiệp năm 2010 và sang Hàn Quốc du học cùng năm. Đến năm 2014 thì sư cô đã trở về nước và xuất gia. Sư cô Giác Lệ Hiếu vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống theo đạo Phật. Ngay từ nhỏ sư cô đã được nghe rất nhiều bài giảng về nhân sinh vô cùng sâu sắc của đạo Phật. Kể từ đó trong lòng của sư cô đã có niềm tin và sự yêu mến đạo Phật một cách sâu sắc. Nhờ đó mà khi lớn lên, sư cô Giác Lệ Hiếu đã có ấp ủ mong muốn trở thành một tu sĩ Phật giáo, một lòng nghiên cứu và hướng Phật. Sư cô Giác Lệ Hiếu đã đạt được những thành tựu gì nổi bật? Sư cô đã tốt nghiệp loại giỏi, hệ cử nhân tài năng chuyên ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sư cô đã sang Hàn Quốc để du học vào năm 2010 và đã tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ với bài trình bày luận án vô cùng kinh điển của mình. Năm 2014, sư cô Giác Lệ Hiếu trở về Việt Nam và xuất gia theo như đúng ý nguyện ban đầu là muốn quy y Phật Pháp của mình. Sau khi xuất gia thành công, sư cô đã được đào tạo chương trình Phật học cơ bản của Việt Nam và đã tốt nghiệp thành công. Tuy nhiên hiện ở Việt Nam vẫn chưa có ngành đào tạo Phật học ở bậc tiến sĩ. Một lần nữa sư cô Giác Lệ Hiếu lại quay lại Hàn Quốc để trở thành nghiên cứu sinh. Trải qua hơn 4 năm khó khăn, vất vả, nỗ lực không ngừng trong học tập, cuối cùng sư cô đã hoàn thành chương trình và đã trở thành người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Phật học của Hàn Quốc. Trong những năm tháng du học, sư cô đã trở thành ủy viên Ban Hoằng Pháp Quốc tế, ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo của Tông phái Phật giáo Tào Khê Giác Ai. Bên cạnh đó, sư cô Giác Lệ Hiếu cũng đảm nhiệm vai trò thông dịch viên cho các phái đoàn Phật giáo Việt Nam khi đến thăm Hàn Quốc và ngược lại. Sư cô chính là cầu nối để kết nối các nền văn hóa Phật giáo giữa các nước với nhau, đặc biệt là văn hóa Phật giáo giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Nhờ vậy mà uy tín và niềm tin với sư cô ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Tại sao người dân lại yêu mến sư cô Giác Lệ Hiếu đến vậy? Sư cô Giác Lệ Hiếu được đông đảo đồng bào người Việt đang du học và làm việc tại xứ sở Kim Chi yêu mến. Đó là bởi sư cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến bà con nơi đây và luôn hỗ trợ tối đa về tinh thần để giúp người dân vững vàng và mạnh mẽ hơn nơi xứ người. Bên cạnh đó, với mong muốn gắn kết, tạo một môi trường tu học tràn đầy năng lượng và thoải mái nhất cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Được sự ủng hộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Nhật từ trụ trì chùa Giác Ngộ, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật ngày nay, người sáng lập đạo tràng Đạo Phật ngày nay tại Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của Phân Ban Ni Giới Trung ương Phái Tào Khê tại Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm 2019, sư cô Giác Lệ Hiếu đã thành lập ra đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Trong sự vui mừng và hân hoan của những Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh thành khắp Hàn Quốc. Từ khi thành lập đạo tràng cho đến nay, sư cô Giác Lệ Hiếu vẫn luôn ấp ủ kế hoạch xây dựng nên một ngôi chùa Việt Nam ở Seoul,
nhằm đem đến những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam lan tỏa khắp mọi miền đất nước Hàn Quốc, đem lại niềm vui, sự vui sướng và hạnh phúc cho tất cả những người dân xa quê hương nhiều năm. Hiện tại, bên cạnh việc tổ chức các khóa tu cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại chùa Naegun Ieongsa, chùa Pháp Long ở Hàn Quốc, thì sư cô Giác Lễ Hiếu vẫn đang tích cực vận động quyên góp để xây dựng chùa thông qua kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân, đồng thời tích cực bán các loại nông sản mà quý Phật tử ủng hộ nhằm thu được lợi nhuận đóng góp cho việc xây chùa. Hiện nay thì quỹ đạo Phật ngày nay cũng đã đóng góp một phần sức nhỏ trong việc vận động xây dựng chùa Việt Nam của sư cô, thông qua chương trình Hùng Phước xây dựng chùa Việt Nam ở Hàn Quốc. Ngoài ra, sư cô Giác Lễ Hiếu còn sở hữu kênh trang Facebook với khoảng 500.000 người theo dõi, YouTube với hơn 117.000 người theo dõi, kênh TikTok với hơn 650.000 người follow. Nhờ đó mà sư cô có thể truyền bá những bài giảng của mình, những tư tưởng về Phật Pháp để giúp hàng triệu người Việt có thể được khai sáng, giác ngộ và làm điều thiện. Tất cả những điều trên khiến cho hàng triệu người dân Việt Nam ngày càng tin tưởng và yêu mến sư cô nhiều hơn.